Jungle.
2000 years later. Hello. Đây. Cái này hai vợ chồng hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày anh Tý bị bà Hương còng. Chứ không phải bị bà Hương làm cho sung sướng à? Nên bốn đứa con. Hôm nay anh chở em đi đâu anh nhỉ? Chưa biết. Hôm nay đi xe gì chồng? Thì 8 năm trước mình cưới bằng Rolls Royce thì 8 năm sau mình cũng phải lấy Rolls Royce chở vợ đi chứ, đúng không? Ước mơ của anh thành sự thật rồi còn gì? Ok. Xe bị gì nữa? Trời hôm nay lạnh khủng khiếp luôn á. Mọi người có thể nhìn thấy trời khá là âm u ngày hôm nay. Rất là âm u, rất là buồn tẻ, nhưng mà ngày cưới nên là mình thấy rất là vui. Hay, quá là lạnh. Vẫn như cũ, anh Tế phải dê xe ra ngoài. Anh có cần phải lau sơ sơ cho nó sạch không anh? Còn đâu, thời gian còn lâu. Xe đẹp mà anh để lâu à? Thời gian lau xe để đi làm kiếm tiền sướng hơn. Bỏ về tánh của anh Tý nó cứ phè phè nó không có kỹ với người ta. Ông cứ phè phè á. Cái hả, hồi xưa mình cũng kỹ lắm. Mình cười ống về cái mình bị lây cái tánh luôn. Cũng phè phè. Cũng chu toàn, nhưng mà công chuyện hoặc là công việc nào đó mình không có hoàn hảo. Tại vì mình bị lây của ổng á. Sau khi mua chiếc này được vài tháng thì hôm nay là ngày thứ 3 em được ngồi á. Lần thứ 3 mình được ngồi. Trời ơi, tay ghê quá, sorry nha. Tay gớm quá, chưa có thời gian làm nữa. Xin lỗi nha. Mình lên hưởng thụ em nó thôi. Ok, bây giờ mình bớt lúa hơn. Mới đầu thì mình sẽ bấm nút này để nó tự đóng cửa. Ấy. Nhẹ quá, nó không do mọi người ạ. Đặt rồi. Đó. Xe này thì lên, khi mà mình ngồi lên thật sự ra là nó có một cái cảm giác là rất là sang á. Mặc dù gì không biết luôn. Nhảm không? Nhảm. Suy nghĩ đi đâu anh hay bất ngờ? Bất ngờ đi. Ok, cho anh chọn. Lạnh quá. Để anh coi cái hit xích này. Hôm nay lạnh anh hả? Quá lạnh. Sao anh cho em cảm nghĩ sau 8 năm ở với em như thế nào? Nói thật lòng, không buồn, không giận, không. Trời. Nói thật lòng là sau khi 8 năm anh ở với em thì anh thấy em như thế nào? Để chị hôm nay nói không? Ok. Đó. Sau 8 năm với bà Hương thì cũng có được 4 mụn con, 2 trai 2 gái, đẹp đôi đẹp lứa. Thì anh Tý với bà Hương là anh Tý đi bước thứ 2. Đó, mấy bạn cứ thắc mắc hoài sao anh Tý có 6 đứa mà sao bà đó, anh Tý với bà Hương trẻ anh Tý tới mười mấy tuổi. Anh Tý gặm cỏ non đó. Để kể mọi người nghe là tại sao Hương gặp Tý. Có nhiều bạn thắc mắc nhưng mà bữa giờ mình chưa có cơ hội mình kể. Thì ngày hôm nay mình sẽ kể mọi người nghe là ngày xưa anh Tý anh có tiệm nail. Lúc ấy mình đi làm thợ. Lúc ấy mẹ mình làm cho anh Tý trước nè. Là xong rồi nhờ con Phương, chị áo đen á, giới thiệu mẹ mình vô tiệm anh Tý làm trước. Cái này trước. Kể trong video nào rồi, kể nữa hả? Nhiều bạn nữa. Hỏi nữa hả? Có nhiều bạn không coi ha. Xong rồi mẹ mình làm, mẹ mình thấy tiệm anh Tý đông khách. Cái mẹ mình mới kêu mình qua tiệm anh Tý làm thử. Cái mình suy nghĩ mình cũng muốn đổi chỗ làm, mình qua bên tiệm anh Tý mình làm. Cái trời ơi, lần đầu tiên gặp ổng nó kết liền.
duyên số, duyên số. Thật sự là không biết là ông có vợ con gì không thì không thì mình không biết. Tại lúc ấy nghe kể sơ sơ là ông ăn chơi rồi gái góc rồi nhiều lắm thôi mà mình chưa biết ông á, nghe nhiều người kể về ông này kia. Cái là lần đầu tiên gặp ông ở dưới phòng bếp kết liền, giống như là mình đã quen nhau tiếng xét ái tình á, tiếng xét ái tình. Mình đã quen nhau từ rất lâu rồi, xong rồi là đi làm khoảng chừng một tuần, cái ông nhắn tin, ông thả thính. Mới đầu cũng vui nhưng mà cũng phải chặn chứ, tại mình là con gái mà, mình cũng chặn. Cái hai đứa nói chuyện nhắn tin á, đêm nào cũng nhắn từ đêm tới sáng, từ đêm tới sáng hết. Cái hai đứa yêu nhau lén lút. Tại vì ông có vợ rồi, mình á, mình thì mình con gái lúc 19 tuổi, đương nhiên là ba mẹ sẽ không đồng ý. Và người ngoài nhìn vô họ sẽ đánh giá mình giấu. Cái giấu một lúc nào đó ba mẹ mình phát hiện được, ba mẹ mình bắt chia tay. Cái họ mình khóc quá trời khóc. Nhưng mà mình yêu quá rồi sao mình chia tay được. Mình thuyết phục ba mẹ mình và ba mẹ mình đã đồng ý. Đó. Nhưng mà ba mẹ mình kêu á, nếu mà anh Tý thương mình thật lòng thì phải cưới ngay, ngay bây giờ, chứ không có để nào mà chơi mình lâu xong rồi bỏ mình thì mình sẽ bị ế. Ý ba mẹ mình là như vậy. Nên là hai vợ chồng mình quen nhau được chừng 7 tháng thì đã đám cưới rồi. Đó. Và hai vợ chồng mình về Việt Nam đám cưới. Tại vì lý do về Việt Nam đám cưới thì Sơn nói đi. Lý do về Việt Nam đám cưới tại thì... sao tổ chức bên này phải về Việt Nam? Vì Việt Nam đám cưới thì cho gia đình vui, bên gia đình ba mẹ anh bên Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người hỏi là nhiều người giống như là thấy anh với em về Việt Nam đám cưới, họ nghĩ là anh về Việt Nam cưới em mang qua. Ồ không, anh Tý gặp bà Hương bên này rồi. Bà Hương gặp anh Tý, lúc gặp anh Tý là anh Tý cao to đẹp trai rồi, bà Hương khoái rồi, mình đạt. Khoái gì em nghĩ anh xấu thế mà á, em nghĩ là do duyên nọ. Duyên số. Anh mà xấu hả? Anh trời. Đen thôi, anh nghĩ sao đi tướng chẳng hạn nữa. Nhưng mà không hiểu sao được cái vợ khoái là được rồi, đúng không? Nói vậy là các bạn hiểu rồi đó. Anh chưa trả lời em là sau khi 8 năm anh ở với em, anh thấy em như thế nào? Bà Hương thì một người vợ perfect của anh Tý thôi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng có cãi qua cãi lại thôi. Anh Tý lớn tuổi nên vợ anh Tý hơi khó chịu. Nhưng mà vợ anh Tý chịu đựng anh Tý thôi. Ủa cũng biết được chịu đựng đó hả? Nhưng mà nhiều lúc cũng phải chịu đựng cái này mà được cái khác chứ, đúng không? Bây giờ hứa 10 năm là phải mua cho bà Hương một cái nhẫn 10 carat, ghê thiệt. Cái lúc... Không, 10 carat nói quá, mất công anh không được người ta kêu mình nổ. Thật sự ra mình không 10 carat bự lắm, đeo lên tay mình không có hạt. Nên là mình nói với anh Tý á, đám cưới đúng 10 năm, anh phải mua cho em cái nhẫn 5 carat thôi. Đó là điều eo ước của em. Hiện giờ nhẫn của mình tầm 2 carat. Bây giờ mà anh em mình muốn anh Tý update lên 5 carat. Nhưng mà phải đợi 10 năm đám cưới thì còn 2 năm nữa. Nhưng mà hả, anh Tý anh kêu là mua nhẫn nổ, mua hột xoàn nổ lắm, vì even mình bán được nhưng mà mình nổ. Vậy thôi bây giờ anh mua đồng hồ cũng được. Tại vì thật sự ra bản thân mình cũng không có mê nữ trang cho lắm. Có thì cũng được mà không có không sao. Nhưng mà anh Tý nói với mình là nếu mà mua đồng hồ á, vừa sang nè, mọi người biết nè, mà lúc mà mình bán cũng không có lỗ như khi còn lời nữa. Mình kêu ừ có lý á. Hai năm nữa là Apple Watch nó ra nhiều cái đẹp lắm. Nó hiện đại nha. Lúc mà mình đeo trong tay là Apple Watch tự động nó rung, ai gọi vô là em biết hết. Em không thích Apple Watch hả? Kỷ niệm 10 năm anh tặng em cái đồng hồ Apple Watch. Em thích Richard Mille. Em thích Richard Mille. Em thích OM. OM. Mình thích OM mọi người, mình thích mấy cái mẫu mà thật sự anh Tý có mua cho mình cái OM rồi, nhưng mà lúc đó OM anh Tý mua cho mình nhờ mua qua một người bạn. Xong rồi mình trên hình cũng thích, thật sự mình cũng thích chứ không phải không thích. Bà Hương chán lẹ lắm hơn sao có anh Tý sao bà không chán, nhưng mua bất cứ cái đồ vài bữa cũng chán à, mua vài bữa là chán, vài bữa là chán à. Mà hên sao chồng xài không chán em mà chán anh nữa chắc cũng sướng luôn á. Ừ, bản thân mình xài đồ mà chán lắm. Xài đồ chán gì vậy. Giỏ
bất cứ cái gì, quần áo hay là đồ dùng gì mình xài một thời gian là mình chán không muốn nữa. Đó, đó là lý do tại sao ông Tý ông rất là bực bội với mình. Ừ, la hoài mình, à, la hoài à. Mình biết cái đó cũng là cái mà anh không thích em nữa. Gì vậy? Báo cảnh sát hả? Là báo police ở on the left á. Ở bên này bữa trưa nữa chán đi ăn, không biết đi đâu ăn. Nhà hàng Việt Nam thì hai vợ chồng ăn ăn nhiều quá cũng ngán ngán, giờ kiếm nhà hàng Mỹ mà bữa trưa không, nếu mấy nhà hàng Mỹ mà sang sang bữa chiều họ mới mở không à. Hai không mình mở. Đi lên Hyde Park đi. Ừ, đi lên hướng đó ha. Hyde Park nhiều nhà hàng sang á. Ừ. Đây. Chủ nhật mà bữa nay chỉ có game Bengal chơi. Nên ông mà game Bengal cũng đâu có đi coi được. Vì hai vợ chồng không biết đi đâu ăn, hết lái xe chạy vòng vòng đi đâu thao chơi thật trẻ. 8 năm ngày cưới chắc chở vợ đi vòng vòng chơi. Đi 8 năm nay là chưa đã, giờ đi nữa. Vợ hả? Dạ, yeah, đi cả đời luôn. Ồ, vậy hả? Ồ, yeah. Cái gì ta? Wow, xe đụng, xe đụng. Đụng nát luôn anh. Ồ, ghê thế. Đây, đau thao, bữa nay trời âm u nha, gió âm u. Thao đón hai vợ chồng mình Tý với bữa nay chủ nhật thì dưới này nói chung vắng lắm. Cũng khá là lâu rồi mình cũng không có ghé đâu Thao anh. À, đó. Đó, bạn thấy đào thao chưa? Được. Giống như là này ở Việt Nam mình là đi ra Sài Gòn chơi á. Đi ra Sài Gòn. Mà trung tâm á, trung tâm thành phố. Ở đây nó chỉ đặt mấy cái trụ sở rồi mấy cái công ty rồi thôi, chỗ làm việc thôi chứ còn không ai ở. Đây. Downtown. Giờ anh ấy nó còn sao phim này. Sao phim Avenue. GPS signal acquired. Cái quảng trường á, cái bữa nó cao đao ngay chỗ đó đó em đó. Ừ, đây á. Đâu thao lạnh thì cũng có rồi đi. Vắng que. Anh mấy cái building này là cái gì? Building lâu rồi đó. Building mấy cái văn phòng, mấy cái đồ. Giờ bắt đầu này là qua Kentucky. Cái cầu này bữa mình đi qua chứ nhỉ? Cái mình đi qua cầu này mà mình đi cầu bên kia, mình đi cầu được 15 á. Ừ, cái này cầu này cũng mấy cầu. Cũng nhiều cầu á. Nhiều rồi, mình đi cầu đó, mình chính thấy đó. Mình thấy đó, mình đó. Newport nào. Điểm có cái bán đồ Mỹ này. Ok, bây giờ mình phải mang khẩu trang vô. Bao giờ hết Covid thì hết phải mang. Mấy ghế mi trắng trước đẹp quá kìa anh. Đang phải hỏi thì nó có dine-in restaurant không? Okay. Trong này cũng có nhiều chỗ gọi là chơi á, nó có rạp chiếu phim nè, shopping nè, ăn uống nè.
này chắc đợi mùa hè mình đi được. Tại này toàn là chủ yếu mình đi bộ rất là lạnh, nên là mình đợi mùa hè ấm mình đi bộ. Hey, any restaurants dine-in? Yes, they are dine-in. You got Bria right okay. here. And then there's some other ones up there. Okay, okay. So good. Yeah. You're Bria đi. Không, để đi bộ lên đi. Đây, đó, hai vợ chồng. Wow, đông người vô đây coi quá em. Chỗ này chỗ chơi đông quá trời. Gặp cái chỗ có bánh mì cho đường Việt Nam là vui lắm. Bon mi, tiếng này tiếng Pháp hả? Bon mi, bon mi cha, bon mi gì đây? Bon mi chả, bon mi đu. Mình ăn bon mi chó. Cho em ổ bon mi chả luôn đi anh. Bon mi chó Thái Miêu em muốn gì nè đó. Thôi, thôi không cần nhà hàng sang trọng đâu, anh mấy đồ Việt Nam là được rồi. Trong này cái chỗ này ngày xưa anh dẫn con đi rồi. Sao nó đông quá vậy? Em nghĩ là giới hạn người á, bao nhiêu người ra với bao nhiêu người được vô á. Phải anh phải cắt 6 feet mà. Hey, can I have two number one? And I saw the mango. Yeah, the mango. Yeah, the mango. Right here, right here. Mango beauty with a boca. Mango milk. Em muốn cái đó luôn hả? Is it mango milk too? Yes, yes. Cho em cái coffee jelly. Coffee jelly with mango, with jelly, crystal boba ice cream. Yeah, what type of drink? Coffee. For her, mango for me. Yeah. So coffee. Are you Vietnamese? Yeah. Are you Vietnamese too? Yeah, but I'm Vietnamese. You miss? Yeah. You with on my Phở Lan Thang. No, we don't have that. Oh, yeah. You can live in Kentucky or Cincinnati? Oh, we live in Kentucky. Kentucky? Yeah. Thank you. You speak Vietnamese too or no? Yeah. Oh, Vietnam? Yeah. Người Việt Nam. Cảm ơn nha. Chào anh ấy rồi. Biết tiếng Việt nhưng mà sơ sơ. Mà gặp ha. Có duyên á. Giờ mình ngồi bàn nào đi. Mình kiếm góc nào mình ngồi. Ê ngồi đây được nè. Ngồi đây đi. Please no smoking à. Mình ngồi đây cái mình chụp hình chồng. Phim sẽ xẻ vậy không? Bay vô đây luôn. Đó, phim sẽ xẻ mình ngồi đây mà nó đi nó bay bay gần gần mình luôn á. Đó. Bánh mì chả có nhiều đó thôi đó. Ngon chồng. Ừ. Ngon hả? Bao nhiêu ổ? 6 lòng mấy gì á? 5 lòng. Nhưng mà rất là ngon á. Có chim nó bay vòng vòng. Ờ, đây chim nhiều. Quá trời chim luôn. Không sợ luôn á. Nó đang ăn những đồ ăn vụn đó dưới đất. Ở trong này khá là lãng mạn. Cái phong cảnh mình ngồi giống như cảm giác như đang ngồi Đà Lạt vậy đó anh.
đồ uống khá là ngon nên mình có mua thêm vài ly cho con mình. Và anh Tý mua thêm ổ bánh mì. Bánh mì ăn rất là ngon luôn. À, mới đầu mình tưởng là Mỹ, nhưng mà thật sự nhà hàng là nhà hàng của Việt Nam làm chủ. Cái nhà hàng này thì họ chỉ bán bánh mì và nước uống. Rất là nhiều loại nước uống khác nhau. Mình ăn được có nửa ổ mọi người. Mình bị ngán á, nên mình ăn được. Nên là dâu nè. Nên là gì? Không biết không? Order cho con á. Ừ, order cho ba đứa. Này là xoài. Rất là ngon luôn mọi người. Hình như họ bán mấy đồng một ly mình cũng không biết nữa. Nhưng mà họ làm rất là sạch sẽ, rất là bắt mắt luôn. Rất là ngon, rất là chất lượng. Và ngồi, chỗ ngồi rất là lý tưởng. Em cách cái nhà hàng này rồi đó anh. Em ra lý tưởng vậy hả? Ờ, nó có cái tròi đó đó. Nhưng mà trong đó của cái nhà hàng bên kia mình phải đặt hẹn. Mấy cái tròi lý tưởng quá. Cái này mời bữa nào rủ phê phiêu xuống này làm cái được á. Xuống cái chơi được á. Ờ, nó ngồi hôm nay. Bên kia là cái đi vô cái chỗ mà coi cá đâu, coi trọng á, nên trời. Bên kia đi. Đây, có con sông lý tưởng, sông Ohio á. Tàu, có tàu luôn đó, bên đó là Ohio. Còn tí đang đứng bên Kentucky. Này đi đâu cũng đứng cách xa xếp fit mình xếp hàng. Bên đây chủ nhật rất đông, như là mấy chỗ chơi người ta quét mở cửa lắm. Là đứng xếp hàng lạnh rồi nha. Xếp hàng. Đứng xếp hàng. Hai vợ chồng giờ ăn xong rồi, giờ đi về. Về không mà hồi nó đi với Lan đi nhà hàng Thái mà hả? Lan rủ đi ăn nhà hàng Thái nên đi về. Ăn được 2 ổ mà anh Tý ăn được 2 ổ rưỡi bánh mì luôn. Bà Hương ăn được ổ bánh mì à? Hôm nay được chồng chở như vậy là vui rồi. Vui rồi, giờ đi về đây. Không cần gì không. Mai mốt chở em đi nở chứ hả? À, 9 năm ha, đại năm sau nữa. 9 năm. Năm này năm thứ 8, năm thứ 9 anh chở đi nữa. Năm thứ 10 cứ mỗi năm là mỗi chở vợ đi một lần ha. Ừ, ok. Ờ. Đây, cũng là cái cây cầu huyền thoại, cây cầu tình yêu. Vắng que. Chơi game đó em. Đó. Mày sao cái đồng đang chơi game nó sáng điện á. Mày ngồi đang chơi hả? Có, mày ngồi đang chơi. Đây cái sân vận động của nó chơi banh bầu dục á. Nó đang có game ở trên đó đó, có mấy người đang coi. Ở trong sân đó, sân vận động. Ngày này mà 8 năm trước là hai vợ chồng cũng ngồi xe ngàn sao, 8 năm sau cũng ngồi xe ngàn sao. Nhưng mà 8 năm trước có tài xế lái, hai vợ chồng thì sao? Cái này giờ anh tự lái đúng rồi. Đi đâu nữa? Đâu có về luôn, đi vô gara có. Cảm ơn mọi người đã coi hết clip ngày hôm nay. Sáng giờ ăn no lắm rồi đó, đi với bà Hương cho ăn no quá. Rồi, bây giờ về với gara. Thôi chắc vậy thôi mà hả? Có gì nói nữa không? Sáng giờ đi với bà Hương cho ăn no quá. Ok, Thanh Tý với bà Hương, bye bye nha. Dễ vô gara, giờ bye bye nha. Hẹn gặp các bạn ở clip sau ha. Bye bye. Bye.